đó thì ông nói trình bày ra luôn. Lúc đó thì cộng trong là cái anh đó là cộng trong cái đoàn khuyết tật, thì anh mới thấy hai đứa bé vậy, anh nhớ anh tham mình hỏi, anh xin số điện thoại để muốn gặp người chồng. Trong lúc vợ trò chuyện thì mình xưng anh em, thì chẳng lẽ anh đó thì mình phải xưng anh em chứ sao giờ. Cái câu chuyện đó là khi mọi người đưa ra thì không có phải là cái tình huống để là lấy trai, không có cái gì mà nó liên quan tới lấy trai hết. Cái thứ hai nữa, chị sống ở đó xưa giờ, một người mẹ ở nhà nuôi hai bé tật nguyền, thêm là chị đang mang bệnh, đang điều trị, mà con người thì nói chung nó rất là gầy mòn, không có gọi là ra một người, ý là không có như người ta, thì lấy đâu mà trai nó mê mình, nó theo, nó về đó làm cái gì. Nhà thì nhà chanh bách lá ở sát đường, ai dám đi vô đó. Lần đầu tiên chị biết anh đem con vào đây đi bán kẹo, bán vé số, thì chị có khuyên anh, thôi anh làm như vậy thì rất là tội cho con. Bây giờ anh cũng có điều kiện, anh mới đem con về kiếm một cái nghề nào đó để làm cho nó thoải mái hơn, rồi mình nuôi con. Anh không chịu, anh mới nói là anh giờ này bị bệnh, đau lưng, không thể làm việc nặng, các thứ gì được hết. Chỉ có những công việc như này là nó nhẹ nhàng, để kiếm tiền nuôi con. Rất là nhiều, thậm chí mọi người hàng ngày tới này mày coi nè, chồng mày, con mày nè, thật sự ra chị không muốn nhìn. Anh suy nghĩ nói sai sự thật thì anh chịu, anh sai thì anh phải đứng ra giữa mọi người anh nói để anh sửa. Chứ còn chị một người mẹ không có làm gì trái với lương tâm hết. Mình ở sống mà mình làm đúng với lương tâm mình thấy nó thoải mái, không có gì phải dối trá, không có lường láo, không có này kia, thì chị không có phải sợ gì hết. Thử hôm nay chị muốn nói với mọi người là đó, một người mẹ hôm nay là như vậy đó, hoàn cảnh như vậy, không phải là bỏ con vì cái hoàn cảnh mà chưa đem con về được. Còn về phần anh Nghị, anh nói ra chưa đúng sự thật thì anh phải chịu trách nhiệm, đứng ra để là sửa lỗi. Chị nghĩ thì anh vì một cái sự tham vọng có rồi muốn có nữa thì anh phải làm như vậy. Còn nếu mà anh để con ở nhà, anh đi làm về nuôi con cũng được vậy. Cái giống như là đây là cái mà anh cảm thấy nó nhẹ nhàng, mà lại là nó lại có tiền, thử anh chọn con đường như vậy.